Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay, Thạc sĩ, bác sĩ Ngô Quang Hùng, Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lan Ông thực hiện ca cấy chỉ cho bệnh nhân Hà Thị Miền mắc bệnh đau thần kinh tọa. Bệnh đau dây thần kinh tọa hình thành và phát triển do rễ dây thần kinh đang tồn tại tại vùng thắt lưng bị tổn thương và bị chèn ép. Ban đầu, bệnh sẽ xuất hiện với những cơn đau cấp tính. Nếu không có những biện pháp can thiệp kịp thời, bệnh sẽ phát triển và trở thành cơn đau mãn tính. Trong thời gian này, bệnh tương đối khó điều trị và có khả năng gây ra những biến chứng nguy hiểm, yếu cơ, giảm khả năng vận động, hiện tượng tắc nghẽn tại vùng thắt lưng khiến dây thần kinh và mạch máu bị chèn ép. Nếu tình trạng chèn ép ngày một nghiêm trọng và kéo dài, máu, oxy và dinh dưỡng không được vận chuyển đến phần dưới của cơ thể, gây ra hiện tượng yếu cơ. Khi biến chứng yếu cơ xảy ra, bệnh nhân sẽ cảm thấy vô cùng khó khăn khi di chuyển, sinh hoạt. Lâu ngày khả năng vận động của người bệnh sẽ bị suy giảm một cách đáng kể, đời sống bị ảnh hưởng. Bại liệt. Tình trạng bại liệt do bệnh đau thần kinh tọa thường xuất hiện ở chi dưới, khiến người bệnh không có khả năng vận động và đi lại. Bại liệt là biến chứng nguy hiểm, đa số bệnh nhân mắc phải biến chứng này không thể hồi phục. Chính vì thế, ngay sau khi bệnh đau dây thần kinh tọa khởi phát, người bệnh cần ý thức được mức độ nghiêm trọng của bệnh. Vẹo cột sống. Biến chứng vẹo cột sống thường gặp ở bệnh nhân đau dây thần kinh tọa do hệ quả của bệnh thoát vị địa đệm. Vẹo cột sống không chỉ gây mất thẩm mỹ mà còn ảnh hưởng đến nhiều cơ quan khác, khiến người bệnh khó khăn khi cúi gập, xoay người và đi lại. Hội chứng trùng đuôi ngựa. Hội chứng trùng đuôi ngựa gồm những triệu chứng đặc trưng của bệnh đau thần kinh tọa như đau, tê bì và ngứa ran ở vùng thắt lưng và lây lan xuống chi dưới. Trong trường hợp mức độ chèn ép lên các dây thần kinh trở nên nghiêm trọng và nặng nề hơn, bệnh có thể đối mặt với một số biến chứng nguy hiểm khác, bao gồm rối loạn cương dương, rối loạn đại tiểu tiện, suy nhược cơ thể. Tổn thương từ dây thần kinh tọa có thể gây ảnh hưởng đến dây thần kinh ngoại vi, khiến người bệnh đau nhức khắp người, sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cơn đau xuất hiện với tần suất dày đặc, khiến hệ thần kinh trung ương căng thẳng, tác động tiêu cực đến cơ thể. Người bệnh cần cảnh giác với những biến chứng của bệnh đau thần kinh tọa, bởi một khi biến chứng xuất hiện, khả năng phục hồi cơ quan tổn thương trở lại như ban đầu là điều rất khó khăn. Trọng và nghiêm ngặt trong quá trình điều trị sẽ giúp bạn ngăn chặn những biến chứng và chữa trị dứt điểm bệnh lý này. Sau đây, Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông xin giải thích về phương pháp cấy chỉ và những điều cần lưu ý khi đi cấy chỉ. Cấy chỉ là một phương pháp châm cứu đặc biệt bằng cách đưa chỉ cắt gút tự tiêu và nhờ tác động của sợi chỉ cắt gút ở trong huyệt đó là tác nhân vật lý kích thích tạo thành xung điện và từ xung điện này nó trở về tủy sống và dây thần kinh cao cấp tạo thành đáp ứng có tác dụng chữa bệnh. Trong vòng 15 đến 20 ngày, chỉ này sẽ tự tiêu hết. Vì vậy, cấy chỉ có tác dụng chữa bệnh cũng như châm cứu, nhưng hiệu quả đạt được vượt trội hơn châm cứu rất nhiều. Trong nhiều bệnh, đặc biệt là các bệnh về thần kinh cơ, xương, khớp, hô hấp, phương pháp cấy chỉ hiệu quả điều trị bệnh nhanh và cao hơn so với phương pháp châm cứu. Nhiều bệnh châm cứu không khỏi, nhưng khi cấy chỉ một thời gian ngắn khỏi bệnh, bởi cấy chỉ cùng một lúc có thể tác động vào nhiều huyệt ở nhiều vị trí khác nhau, chữa được nhiều bệnh cùng một lúc. Khi điều trị bằng phương pháp cấy chỉ, người bệnh không cần phải lo lắng đến tác dụng phụ như điều trị bằng thuốc. Chỉ cắt gút dùng để cấy chỉ là một loại protein tự tiêu được sử dụng trong các cuộc phẫu thuật nên rất an toàn. Với phương pháp cấy chỉ, người bệnh có thể tiết kiệm được thời gian chữa bệnh, không phải đi lại nhiều cũng như tiết kiệm được chi phí. Những bệnh nhân như thoái hóa cột sống, vôi hóa cột sống, gai cột sống, thoát vị địa đệm, viêm mũi dị ứng, viêm xoang, nhức nửa đầu, đau xương khớp do phong thấp, liệt dây thần kinh số 7, liệt nửa người, hen phế quản đều là những bệnh có thể điều trị bằng phương pháp cấy chỉ. Để đạt được hiệu quả cao khi điều trị bằng phương pháp cấy chỉ, người bệnh cần lưu ý đến những vấn đề sau. Không ăn quá no, uống rượu bia, nước ngọt, cà phê, không để cơ thể quá đói, cơ thể mệt mỏi, nghĩ ngợi trước khi điều trị. Khi đi cấy chỉ, các bạn cần tắm rửa sạch sẽ và mặc quần áo rộng thoải mái. Sau khi cấy chỉ, người bệnh cần nghỉ ngơi tại phòng khám 15 đến 20 phút và không được làm việc quá sức sau đó. Kính thưa quý vị và các bạn, hiện nay tất cả các chi nhánh của Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông trải dài từ Bắc vào Nam đều rất đông bệnh nhân. Vì vậy, quý vị hãy gọi tới số hotline
0981 377 470 để nhận được sự tư vấn hỗ trợ tốt nhất. Cảm ơn quý bệnh nhân đã tin tưởng Viện Cấy Trì Hải Thượng Lãn Ông trong bao năm qua. Chúng tôi sẽ cố gắng mở thêm nhiều chi nhánh hơn nữa để quý bệnh nhân không phải đi xa mà vẫn tiếp cận được phương pháp cấy trì rất hiệu quả này. Viện Cấy Trì Hải Thượng Lãn Ông chúc bệnh nhân luôn khỏe.